Welcome to the stage, Madam Lê Thị Thu Thủy, Vice Chairwoman of Vingroup and Chairwoman of VinFast, chào mừng bà Lê Thị Thu Thủy, DeLuca, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và Chủ tịch Công ty VinFast và ông James DeLuca, Tổng Giám đốc VinFast. Good morning, ladies and gentlemen. Xin chào mừng tất cả các quý vị tới tham dự buổi lễ ra mắt xe của VinFast. VinFast là thành viên mới của tập đoàn Vingroup, một doanh nghiệp tư nhân đa ngành lớn nhất thị trường Việt Nam. Mục tiêu của Vingroup là xây dựng thương hiệu Việt Nam tầm cỡ quốc tế. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị thành quả đầu tiên trên con đường hiện thực hóa sứ mệnh đó, đưa chiếc ô tô đầu tiên của Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng bởi kể từ lúc này, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới. VinFast is proud and honored rất vinh hạnh được giới thiệu với quý vị thành quả lao động đầy tự hào 12 tháng nỗ lực bất kể ngày đêm từ con số 0 của một doanh nghiệp Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân sự đầy đam mê và nhiệt huyết với nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, cam kết để xây dựng một sản phẩm hàng đầu thế giới, và đặc biệt là người dân Việt Nam. Xin cảm ơn họ đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành với chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một hãng xe toàn cầu. VinFast sẽ có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ VinFast trong chặng đường sắp tới. Ladies and gentlemen, kính thưa các quý vị, xin phép the real stars of the show.
nhường lại sân khấu cho hai ngôi sao thực sự của buổi lễ ngày hôm nay. Mr. Dave Lyon. Ông Dave Lyon. Dave. Thank you, Jim. Xin mời ông Dave. Thank you, Thuy. Cảm ơn ông Jim, cảm ơn chị Thuy. Good morning. Xin chào. Ladies and gentlemen, kính thưa các quý vị, như các quý vị thấy, những chiếc xe này có phong cách thiết kế đương đại, mang hơi hướng của tương lai qua việc áp dụng sự tinh tế của thiết kế Ý trên các mẫu xe đã được người dân Việt Nam lựa chọn 11 tháng trước. Các chiếc xe đều được phát triển dựa trên những nét tinh tế, thanh lịch. Hãy để tôi chia sẻ ngắn gọn với các bạn một số điểm nổi bật chính trong ngôn ngữ thiết kế của chúng tôi. Cả chiếc xe đều có kiểu dáng ấn tượng, tỷ lệ kích thước hoàn hảo. Chúng tôi cố ý đẩy các đèn trước và lưới tản nhiệt về phía trước để cung cấp một mẫu xe thanh lịch, kiểu dáng đẹp, cảm giác về động lực phía trước. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới. Chúng tôi đã nghiên cứu các chi tiết để tạo ra một cái ngôn ngữ, để tạo ra sự nhận diện ngay lập tức. Vì vậy, mặt ca lăng chúng tôi có một điểm nhấn biểu tượng chữ V màu bạc ở vị trí trung tâm dưới lưới tản nhiệt màu đen. Từ biểu tượng chữ V này, các đường nét nổi bật xuyên qua lưới tản nhiệt với các nếp gấp sắc nét chạy trên mui và xung quanh chắn bùn phía trước. Dọc theo thân xe, các bạn sẽ thấy một sự cân bằng của các đường gờ nổi và mảnh, mang lại cảm giác chặt chẽ, thanh lịch. Và ở phía sau một lần nữa, biểu tượng chữ V là một điểm nhấn quan trọng, với đèn hậu được tăng cường bởi dải đèn LED dài, mảnh, nhấn mạnh bản sắc thiết kế hiện đại của chúng tôi. Khoang xe được đảm bảo cách âm tốt, mang lại cảm giác thư thái cho người ngồi trong xe. Các đường nét đơn giản và tinh kế tế trên mặt táp lô. Trong xã hội hiện đại, dùng điện thoại di động nhiều, công nghệ rất quan trọng. Chúng tôi có đặt một màn hình cảm ứng lớn trên bảng điều khiển dễ sử dụng, mang lại trải nghiệm thú vị cho người tiêu dùng người biết công nghệ. Người Việt Nam rất tự hào về nước của họ, vì vậy chúng tôi đã thiết kế hệ thống hình nền phản ánh vẻ đẹp tự nhiên, tuyệt đẹp của Việt Nam. As we can see, như các bạn thấy, trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy phong cảnh của Vịnh Hạ Long. Trong nội thất xe cùng với sự thoải mái và công nghệ, chúng tôi ưu tiên chất lượng vật liệu. Hầu hết các bề mặt da được may tùy chỉnh và được bọc bằng tay. Và xin kính thưa tất cả quý vị, creativity and a pioneering chúng ta đã tạo ra sự sáng tạo class engineering and design. Một chiếc xe đẳng cấp thế giới. We are propelling the spirit of modern Vietnam. Xin tiếp tục tinh thần một nước Việt Nam hiện đại trong sản phẩm này. Let's not delay any longer. Please welcome the VinFast Lux A 2.0 sedan giới thiệu hai ngôi sao thực sự. Đó là chiếc xe Lux SUV A2.0 sedan và SUV Lux SA2.0. I know. I love this part of the job. Và tôi rất thích cái phần này của công việc ngày hôm nay đây. To help celebrate the launch. Để chào mừng sự ra mắt của những chiếc xe đẳng cấp thế giới này. Tôi xin muốn chào đón một người đại diện cho vẻ đẹp người Việt Nam. Hậu Việt Nam năm 2018, Trần Tiểu Vy. And a global superstar đây, who needs no introduction một siêu sao toàn cầu rất quen thuộc với tất cả chúng ta, người đại diện cho tham vọng của VinFast để cạnh tranh ở thị trường quốc tế đẳng cấp cao nhất. David Beckham. Nice to meet you. We are so proud to have you both here as part of our presentation today. Sự có mặt của cả hai bạn trong thời khắc rất là tự hào ngày hôm nay. Amazing. So beautiful. Rất là tuyệt vời, quá đẹp. Okay.
So what do you think of the cars? Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc xe của chúng ta? To create something in tạo ra một sản phẩm trong thời gian ngắn như thế, really incredible. Thực sự là khó để tin được. VinFast is a, và tôi biết VinFast là một sự thần kỳ đến từ Việt Nam. It's incredible. It's beautiful. It's sleek. Quá đẹp. It's modern. Kiểu dáng hiện đại, thanh lịch. High-tech. Công nghệ cao. And premium, so it's vô cùng đẳng cấp. Incredible. Congratulations. Xin chúc mừng. Khó để tin được. Xin cảm ơn. David. Thank you so much. David, and xin cảm ơn. Gift for you. Và đây là một món quà dành cho David. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn. Okay. I'd like to I'd like to thank you both for being here, and I'd really like to thank everybody for joining us here at our press conference today. I'd like to invite some of the VinFast executives to come on up for some pictures, and then I'll invite everybody up to take some pictures of our cars. Và hãy cùng chụp ảnh với chiếc xe hơi của chúng ta. Vâng, tôi lúc này vẫn còn đang hơi rưng rưng một chút vì nhìn thấy lần đầu tiên chiếc xe của Việt Nam xuất hiện. Tôi là người rất mê xe, xem rất nhiều các thứ về xe ô tô, về xe máy, đặc biệt là những triển lãm xe. Khi nhìn thấy hai chiếc xe với lá cờ Việt Nam, tôi tin là các anh cũng sẽ như tôi, đều có một cảm xúc chung như vậy. Còn một cảm xúc nữa, đấy là không hiểu sao tôi ngồi đây nhưng mà tôi rất thèm được nhảy luôn vào cái xe đấy. Không biết các anh như nào ạ? Cũng đúng như vậy luôn anh ạ. Vâng, cũng đúng như vậy luôn. Rất thực lòng muốn có mặt tại cái triển lãm này để được ngồi thử vào xe như thế nào, được nghe tiếng máy nổ như nào, được cầm thử vô lăng, được sử dụng thử các tính năng trong đấy. Nhưng có lẽ anh em mình phải đợi lâu lâu đấy. Em đã vừa đánh dấu cái xe mà Beckham vừa xem rồi, nhiều khả năng em sẽ đặt hàng con đấy. Tôi không biết là anh đánh dấu trước hay là tôi sẽ đánh dấu trước. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau show. Còn anh Mạnh Thắng. Thật sự thì cũng chia sẻ một cái thông tin hơi bí mật một chút, là đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến tận mắt mẫu xe này. Nhưng nó vẫn còn nguyên trong tôi cái cảm giác, tôi vẫn còn đang rất là hồi hộp và đó là lần đầu tiên tôi được sang Turin ở trong trung tâm thiết kế Pininfarina để tận mắt chứng kiến cái mẫu xe này. Và lúc đấy tôi hoàn toàn không phải là người của Vin. Tôi được mời sang để đánh giá những cái xe của Vin. Và tôi đã lặng người đi. Một chút lặng người, một chút tự hào rằng 20 năm Việt Nam mong muốn có một nền công nghiệp ô tô, nhưng không được, không làm được. Nhưng chỉ 12 tháng thôi, chưa đầy 12 tháng, thì trong tôi lại nhen nhóm cho có thể đấy, có thể Việt Nam sẽ có một nền công nghiệp đấy. Và người khởi xướng là VinFast, là Vingroup. Biết đâu được chỉ sau cái dự án này thôi, rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành. Và không chỉ là sản xuất một con ốc thôi, mà họ có thể sản xuất được cả một chiếc xe hơi thì sao. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Thắng. Còn anh Cát Sinh Nguyễn. Chính xác, mình nhìn khi mà hai chiếc xe này xuất hiện, mình nói thật, mình nó thu hút mình ngay lập tức. Mình nói là cái vị trí của một cái người tiêu dùng, dạ, thì cái quan trọng nhất là dĩ nhiên là cái bề ngoài, cái thẩm mỹ nó thu hút mình ngay lập tức. Và nó mình không có ngờ được, mình cũng rất là thèm, mà mình phải muốn ngồi trên cái ghế này. Mình cảm thấy nhất là những cái nội thất bên trong, mình cảm thấy rất là cao cấp và rất là tinh tế. Nói thật mình không biết nói gì nữa, tại vì mình nhớ có một vài mười mấy năm trước, có một khi một hãng xe ở châu Á mới vừa ra cái thương hiệu của họ ở bên Mỹ, thì mình mà đây là một cái đất nước cũng khá mạnh trong châu Á, mình hơi thất vọng. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái năm đầu tiên họ thiết kế thì mình bỏ qua. Nhưng mà đối với hai chiếc xe này, một cái sản phẩm đầu tiên, mình phải nói nó vượt qua những cái sự mong đợi của mình, và mình rất là bất ngờ. Xin cảm ơn anh Dustin Nguyễn. Có lẽ là tất cả chúng ta và rất nhiều người cũng đều có chung một cảm giác như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với đầu cầu Paris để xem ở đó những người có mặt ở đó nói gì, cảm xúc của họ như thế nào. Xin mời biên tập viên Thu Hương.
Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng ta đã được nhìn thấy những mẫu xe hơi mang thương hiệu VinFast, những chiếc xe của người Việt Nam do người Việt Nam sản xuất, cùng với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đất trời Paris trong một sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Và tôi tin chắc rằng đó chính là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa đối với bất cứ ai là người Việt Nam. Những hình ảnh không chỉ truyền cảm hứng đến cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô của Việt Nam chúng ta, mà còn truyền một động lực rất mạnh mẽ đến những doanh nghiệp Việt Nam tự tin bước ra thế giới. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị khách mời, những người đã có trải nghiệm đầu tiên đối với chiếc xe VinFast của Việt Nam. Và tôi xin được mời trở lại sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và ngôi sao quốc tế David Beckham. Chúng ta cần một vài phút để cho các vị khách mời trở lại với vị trí để có cuộc phỏng vấn với chúng ta. Thank you. Hello. Very much. How are you? Thank you, Sylvie. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một vài câu hỏi để cùng trao đổi với David Beckham. Thank you, David Beckham. Xin cảm ơn David Beckham. Tôi thực sự muốn biết cảm nhận của anh như thế nào khi mà quan sát các mẫu xe của VinFast. Tôi thấy rất là tuyệt vời. Và điều quan trọng là trong thời gian ngắn như vậy mà các bạn có một sản phẩm như vậy. Sản phẩm rất là đẹp. Và tôi đã tới Việt Nam rất nhiều lần và tôi cũng đã nhận thấy được cái niềm đam mê, lòng tự tôn dân tộc người Việt Nam. Và tôi cho rằng đây là thể hiện cái sự sáng tạo mà các bạn rất là tự hào. Thật là đẹp. Thế còn về nội thất thì sao? Nội thất thì không được tin được. Vì tôi cũng là người bố và tôi cũng có gia đình. Một chiếc xe mà tôi thích nó phải thoải mái, nó phải hiện đại. Và đây rõ ràng là cái mà chúng tôi cũng cảm nhận được cái hơi hướng của sản phẩm Việt Nam trong đó. Và các bạn có những cái sản phẩm mà tôi thấy được những cái yếu tố mang tính sáng tạo của Việt Nam tại thời điểm rất đặc biệt này, thì bạn muốn chia sẻ như nào đối với người dân Việt Nam? Tôi muốn nói rằng là xin chúc mừng. Các bạn thấy đây là một ngày đầy tự hào cho người dân Việt Nam khi bạn thấy được một chiếc xe của Việt Nam với một cái sản phẩm thương hiệu Việt Nam trên một sân chơi toàn cầu. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều tự hào, và đặc biệt người dân Việt Nam cũng phải tự hào về sự sáng tạo đưa ra một sản phẩm trong một thời gian ngắn như vậy. Một thần kỳ của Việt Nam. Xin cảm ơn cho các bạn cảm nhiều điều may mắn. Hoa hậu Trần Tiểu Vy 2018, hoa hậu của Việt Nam chúng ta. Trần Tiểu Vy này, bạn là người Việt Nam đầu tiên được trải nghiệm chiếc xe do chính doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Những chiếc xe ở đây rất là thật là tuyệt vời và sang trọng, và em cảm thấy rất là tự tin khi mà và cảm thấy tự hào khi mà được đứng ngay chiếc xe này và tham dự buổi sự kiện lịch sử này. Once again, thank you very much, David Beckham. Và xin được cảm ơn Trần Tiểu Vy. Thưa quý vị, tôi tin chắc rằng sau thời khắc này, ngành công nghiệp ô tô thế giới sẽ nhắc nhiều đến VinFast, một thương hiệu xe ô tô của người Việt Nam chúng ta. Vâng, và lúc này đây thì tôi nghĩ rằng là mọi người đều đang rất là chờ đón và có rất là nhiều cảm xúc. Và với thương hiệu xe VinFast của Việt Nam, xe hơi của Việt Nam chúng ta, VinFast muốn tuyên bố với thế giới rằng người Việt Nam chúng ta đã sản xuất được xe hơi, những chiếc xe hơi mang thương hiệu Việt Nam đầu tiên, và những chiếc xe hơi này có chất lượng sánh ngang với bất cứ một chiếc xe hơi nào của thế giới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với đầu cầu Hà Nội cùng với biên tập viên Anh Tuấn. Đúng như là David Beckham vừa nói, tự hào.